Kính thưa quý vị, câu chuyện trong tuần hôm nay tôi xin trả lời câu hỏi về bàn thờ tổ tiên ở trong gia đình. Câu hỏi này đã được nhiều người đặt ra từ lâu, hôm nay mới có dịp được bàn đến. Và để trả lời câu hỏi này, hôm nay chúng ta sẽ bàn đến những cái nội dung liên quan như là phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam ta, việc bài trí trong không gian của gia đình như thế nào, rồi bài trí các vật thờ ở trên bàn thờ ra sao, và mục đích, ý nghĩa, vai trò của gia đình, của bàn thờ tổ tiên trong gia đình của người Việt Nam ta, nhất là người Việt ở Nam Bộ. Phong tục tập quán thờ cúng tổ tiên của người Việt, đó là mỹ tục của người Việt Nam, là sự thể hiện bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Điều đó đã được khẳng định và chứng minh. Tôi còn nhớ, lâu lắm rồi, có đọc được trong cái cuốn sổ ghi chép ở Bảo tàng Mỹ thuật của Việt Nam ở Hà Nội đi. Có một cái dòng của người nước ngoài, một nhà nghiên cứu, họ ghi cái đơn giản thôi, nhưng mà rất ý nghĩa. Như sao? Rất hạnh phúc cho người Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam, còn có tổ tiên chung để mà thờ. Đất nước tôi, cũng như nhiều quốc gia khác, có thể giàu có hơn nhiều thứ, nhưng mà không có được những giá trị thiêng liêng ấy. Thì sự khẳng định như thế để cho thấy rằng là phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt ta là một trong những nét đặc điểm mà nhiều người được chú ý và chúng ta phải hiểu để mà trân trọng và giữ gìn. Phong tục tập quán thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam được thể hiện ba cấp độ. Thứ nhất là ở cấp độ quốc gia dân tộc. Thứ hai là ở trong cộng đồng, làng xã, làng họ. Thứ ba là ở trong gia đình. Mà trong gia đình thì nó đó có sự biểu hiện của bàn thờ của tổ tiên mà chúng ta đang bàn. Ở cấp độ quốc gia dân tộc, biểu hiện của phong tục thờ cúng tổ tiên là xoay quanh là biểu tượng của Hùng Vương. Cả 54 dân tộc ở Việt Nam đều có chung một cái cội nguồn, và nhiều dân tộc đã có cái truyền thuyết là cái Việt Nam ta là 54 dân tộc, đều là 54 dân tộc người anh em, có chung tổ tiên và có chung cội nguồn. Và ở người Việt thì lấy biểu tượng Hùng Vương là làm quốc tổ. Dù ai đi gần đi xa nhớ ngày giỗ tổ tháng 3 mùng 10. Vậy là quốc tổ Hùng Vương là đã có trụ sở thờ tự là ở Phú Thọ. Và đó là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được UNESCO công nhận ngày 6 tháng 12 năm 2012, đó là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thì có hơn 400 là cơ sở thờ tự trong cả nước, thậm chí là có ở nước ngoài. Và những người Việt dù đi đâu xa thì ta cũng nhớ đến ngày Quốc Tổ. Và có nhiều nơi nhiều người đã đến về đền thờ ở Phú Thọ là thỉnh chân nhang hoặc là thỉnh những biểu tượng gì đó để đem về thờ cúng. Mà hiện nay là ở Pháp, ở Canada, ở nhiều nơi trên thế giới đều có bàn thờ tổ tiên theo chân của người Việt, theo tâm hồn của người Việt là đi chung sống. Và đó là cái hình ảnh nối kết người Việt Nam đối với tổ quốc, với dân tộc. Thật ra là không phải chỉ có quốc tổ, người Việt còn có tục là thờ cúng là quốc mẫu, đền thờ của quốc mẫu Âu Cơ. Hiện nay là đền thờ chính là ở xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ, đã được công nhận là di tích của quốc gia. Và đặc biệt là tượng mẫu là đã được xem là bảo vật quốc gia năm 2020. Và như đã nói là cái ngày giỗ quốc mẫu là lấy ngày mùng 5 tháng 5 của hàng năm. Mùng 5 là Tết Đoan Dương, là ngày giỗ mẹ Việt Thường Quan Lan. Và cả nước thì cũng có rất nhiều nơi có đền thờ là quốc mẫu. Việc thờ cúng quốc tổ Hùng Vương được các cộng đồng người Việt Nam càng đi xa xứ thì người ta càng trân trọng và thể hiện cái tâm thức dân tộc của mình bằng cách là dựng đền thờ, tạo trụ sở để thờ cúng quốc tổ Hùng Vương dưới nhiều hình thức. Ví dụ như ở Nam Bộ, tại thành phố Hồ Chí Minh, quận Bách Thảo, từ trước năm 1975 ấy, thì đã có xây dựng đền thờ Hùng Vương được duy trì cho tới nay. Các tỉnh khác ở Nam Bộ và nhiều tỉnh cũng có. Riêng ở Đồng Nai thì chúng ta thấy có hiện tượng là thờ cúng quốc tổ Hùng Vương là ở đền Hùng Vương tại Bình Đa, Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa.
Đền thờ này được xây từ năm 1968 do các vị bô lão của các cộng đồng dân tộc, các Thiên Chúa giáo, người ta góp công mà xây dựng, duy trì cho tới nay. Việc tổ chức đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương tại Biên Hòa nó có ý nghĩa thế này. Thứ nhất, năm 1968 là cái năm chiến tranh rất là ác liệt, sự sống cười với cái chết. Nhưng mà những người Việt đã di cư từ Bắc vào Nam đây, người ta mang theo hình bóng của tổ tiên để mà thờ. Mà đó lại là các vị của đại diện của các vị bô lão, giáo dân, công giáo. Thời điểm của 1968 thì ở Vatican vẫn chưa có rộng mở trong cái việc là thực hiện cái đạo với lại đời, với phong tục thờ cúng tổ tiên. Rồi tại đền thờ Hùng Vương ở Biên Hòa này, là lấy vị Hùng Vương thứ 18 là làm cái quốc chủ. Hỏi sao là lấy vị Hùng Vương thứ 18 đặt tượng thờ vậy? Thì các cụ bảo rằng là gần với các cái thế hệ của chúng ta hiện nay hơn. Sau giải phóng, rồi bà con đưa tượng ảnh của Bác Hồ vào thờ như là vị Hùng Vương thứ 19. Hoặc là ở Trảng Bom, một huyện cũng rất là phát triển của Biên Hòa, bây giờ là phát triển công nghiệp rất dữ dội, đại đa số là giáo dân, thì người ta cũng xây dựng đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương từ năm 2018 và duy trì thờ cúng. Ở Phú Sơn của Tân Phú cũng có một cái đền thờ tương tự, và cũng có đền thờ Quốc Mẫu Âu Cơ, tuy nhỏ thôi nhưng rất có nhiều ý nghĩa, hiện nay vẫn còn ở trên địa bàn của huyện Thống Nhất. Ở cộng đồng làng họ, việc thờ cúng tổ tiên gắn với cái phong tục là thờ thành hoàng, thờ các anh hùng dân tộc ở các đình đền là miếu, gắn với cộng đồng của dân cư. Người Việt ở Nam Bộ đến khai mở xây dựng đời sống ở đây, ngoài cái việc là mang theo hoặc giống kinh nghiệm tổ chức cuộc sống thì còn có mang hình bóng tổ tiên để mà thờ cúng. Mà việc thờ cúng phổ biến thí dụ như là thờ Đức Thánh Trần ở các đền thờ của Nam Bộ, hoặc thờ các anh hùng dân tộc như là Trương Định, như Nguyễn Trung Trực, những người có công trong cái việc là tham gia là chiến đấu bảo vệ và quê hương xứ sở. Tục thờ Quốc Mẫu thì gắn với tục thờ bà Chúa Xứ ở Nam Bộ, cũng như là thờ các cái nữ thần khác. Ví dụ như ở Đồng Nai thì thờ cái vị thành hoàng gọi là khai khoáng vùng, đó là thành hoàng Nguyễn Hữu Cảnh. Ở Nam Bộ thì có đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh ở Châu Phú, Biên Hòa thì có đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh ở Cù Lao Phố. Và việc thờ Nguyễn Hữu Cảnh như là một vị thành hoàng khai mở phương Nam, nhưng đồng thời cũng là một cái vị là gắn liền với các cái bậc tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai cơ, và người ta thờ cúng các vị anh hùng văn hóa này như là tổ tiên của cộng đồng. Ở cấp độ gia đình thì việc thờ cúng tổ tiên thể hiện qua cái việc là bàn thờ tổ tiên ở nơi trang trọng trong cái gia đình. Các dân tộc ít người trong cộng đồng đa dân tộc của Việt Nam thì nhiều dân tộc là cũng rất trân trọng cái bàn thờ tổ tiên. Nhưng mà phần lớn thì những dân tộc ít người bàn thờ tổ tiên rất là đơn giản. Ví dụ như là người Tày thì rất là nhiều câu chữ chữ nghĩa theo chữ Hán hoặc là chữ cổ của người Tày. Người Mường thì cũng rất đơn giản, có di ảnh, cũng có những cái bát hương na ná như người Việt. Hoặc là những dân tộc bản địa ít người ở Đông Nam Bộ như người Chư Ro, còn đơn giản hơn là chỉ có những cái vật là biểu trưng như là con chim chèo bẻo, như là cái hoa lúa chân vân, thể hiện cái tâm linh gọi là bàn nhang có trong gia đình, khi nào cúng thì người ta mới bài trí nhiều. Còn bàn thờ của người Việt ở Nam Bộ thì được thực hiện một cách bài bản, thống nhất theo phong cách của người Việt Nam ở các miền của đất nước. Nhưng nó cũng có những cái nét riêng dễ nhận thấy của người Việt ở xứ sở của vùng đất mới Nam Bộ. Vậy thì ý nghĩa, vai trò của bàn thờ tổ tiên ở trong gia đình là cái gì? Có thể nói gọn là hạt nhân kết nối. Người Việt quan niệm rằng là người mất thì không có phải là mất hết, mà tinh thần vẫn còn đó, hình ảnh vẫn còn đó, ý chí vẫn còn đó. Trên trước hết là bàn thờ tổ tiên, đó là biểu hiện của hạt nhân kết nối cội nguồn với là người đang sống, kết nối một người đã mất với những người còn hiện tại, kết nối quá khứ
với hiện tại và tương lai. Và tinh thần của những người mất là không có mất hết mà vẫn còn hiện diện ở bàn thờ tổ tiên trong nhà. Thứ hai, gia đình đó là hạt nhân để duy trì giáo dục truyền thống trong gia đình. À, thứ ba là gia đình có cái sức mạnh tinh thần là thể hiện qua cái bàn thờ tổ tiên. À, nó định hướng hành vi các thành viên trong gia đình. Tất cả những việc là cưới sinh tang ma, ngày lễ, ngày Tết, các thành viên trong gia đình đều quần tụ với nhau trước bàn thờ tổ tiên. Nó thể hiện là cái quan niệm về cuộc sống, về định hướng của các thành viên ở trong gia đình. Và tất cả trách nhiệm, lòng thương yêu, sự hỗ trợ, giúp đỡ, dìu dắt nhau vượt khó đều thực hiện trước bàn thờ tổ tiên. À, với ý nghĩa quan trọng là vai trò hạt nhân kết nối ở trong gia đình, trên bàn thờ tổ tiên là luôn luôn được đặt ở gian chính, là nơi trang trọng nhất. À, ví dụ, đây là cái mô hình của gia đình cổ của người Việt ở Nam Bộ, người ta gọi là gia đình nhà chữ Đinh, ấy, là có nhà trên và nhà dưới. Thì gần như không gian trang trọng ở nhà trên là dành để là thành gian chính để bàn thờ tổ tiên. Và trình bày bàn thờ tổ tiên thì thường là một cái bộ ba, là bàn thờ gia tiên, gọi là bàn thờ tổ tiên ấy, thì đặt ở là gian, nơi chính giữa trang trọng nhất. Và hai bên gọi là bên trái và bên phải, đó là cái gian phối thờ, thờ bên nội, ở Nam Bộ có thờ bên bên ngoài. Và ở giữa nhà thì có là cái bộ tràng kỷ. Bộ tràng kỷ là cái nơi là để cũng là để thờ, nhưng đồng thời cũng là cái nơi để bàn những cái việc lớn trong nhà, hoặc là những cái lễ cưới sinh, hoặc là những việc hệ trọng. Thì ngồi vào cái bàn tràng kỷ này trước bàn thờ tổ tiên để cái sự phát ngôn là chính thuận, thiêng liêng và trang trọng. Và hai bên là hai cái bộ ván thờ để mà tạm gọi là để cho ông bà nghỉ ngơi. Nhưng mà khi mà có khách sang, khách quan trọng thì người ta cũng có thể nghĩ đây như người nhà, thì tuyệt đối là không. Còn phần lớn là các thành viên chính trong nhà là thường ở với nhà bếp, nhà dưới, hoặc là cái gian trong ở sau gian thờ. Thì như đã nói là vậy, là bàn thờ tổ tiên là cái không gian trang trọng và chứa đựng các cái giá trị văn hóa để gắn với tổ tiên, là nơi cái sinh hoạt con người gắn kết với tổ tiên trong gia đình. Ngoài việc thờ cúng tổ tiên, rất nhiều gia đình là còn có phối thờ là rất là nhiều giá trị. Thí dụ như là bàn thờ tổ tiên thì ở chính giữa, hai bên là thờ bên nội, bên ngoại. Ở phía trên là có thể là thờ ảnh tượng của quan công và vị thần độ mạng cho những người đàn ông, hoặc là ảnh tượng của mẹ, hoặc là quan âm, hoặc là mẫu mẹ để thờ độ mạng cho những người phụ nữ ở trong nhà. Ở phía dưới thì có thờ ông địa, thần tài, khám thờ là dưới đất ấy. Còn ở phía trước là cái bàn hương, là thờ là thiên kỳ địa kỳ, là thờ trời đất. Còn ở dưới nhà bếp thì có thờ táo quân. Cái hiện tượng thờ cúng nhiều như thế, thấy nó nhiều khi thấy nó phức tạp quá, nhưng nó có ý nghĩa gì? Nó có ý nghĩa như thế này. Thì rõ ràng là ở trong nhà là chính giữa, bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới, ở trong, ở ngoài là đều có thờ, là những cái vị thần gọi là bản gia. Những vị này có ý nghĩa là độ trì cho những người thành viên ở trong gia đình. Nhưng thật ra đó là những giá trị văn hóa mà nó gắn với con người ở trong nhà. Cho nên là hàng ngày ở trong cái mái nhà này thì con người phải có hành vi ứng xử đầy đủ, chu toàn, đốt nhang với tất cả các cái vị này. Thành ra cái không gian gia đình này thực sự là nó là một cái tổ ấm mà tiếng nước ngoài khó dịch được đối với gia đình Việt Nam. Là sống trong một không gian văn hóa như thế này thì đây là một trường học đầu tiên dạy cho người ứng xử văn hóa rất là chu toàn, biết kính trên nhường dưới, biết được các cái giá trị quanh mình. Cho nên là không thể khó trở thành người ác. Cho nên gọi gia đình là cái nhà trường học đầu tiên là như vậy. Và những thành viên trong gia đình, những người lớn, những bậc cha mẹ là những người thầy đầu tiên dạy cho con người về đạo đức, về nhân cách, về cách sống, cách ứng xử ở đời. Có câu hỏi đặt ra là vậy là bàn thờ tổ tiên là thờ ai? Thì bàn thờ tổ tiên là thờ tổ tiên, gọi là thờ gia tiên. Bàn thờ là những bậc trực hệ ông bà trở lên thì được cái bàn thờ chính ở chính giữa. Còn nội ngoại thì thờ hai bên, bên trái bên phải với bàn thờ nhỏ. Và ở Nam Bộ thì có cái tục là thờ vọng, có nghĩa là dòng họ tổ tiên
chính thức nhiều khi còn ở bản quán là xứ Bắc xứ Trung, nhưng mà ở trong Nam Bộ gắn với những gia đình nhỏ lẻ thì cũng có thể lập bàn thờ đối với những người thân, gọi là thờ vọng. Nhưng mà có nhiều người muốn hỏi đó là bàn thờ người Việt ở Nam Bộ thường có bàn thờ cửu quyền thất tổ là ý nghĩa như thế nào. Thì xin thưa, về cửu quyền thất tổ thì cửu quyền gọi là coi như chính cái chính đời thất tổ rồi, bảy với cái vị tổ trực hệ của gia đình ấy. Tạm thời giải thích như thế cho nên dễ hiểu, nhưng thật ra là đây là một cái cách gọi được nhiều người giải thích khác nhau, có nhiều người giải thích từ nguồn gốc tôn giáo và rất là phức tạp. Nhưng mà ở Nam Bộ thì có cái tục là ngũ đại mai thần chủ, có lẽ là qua năm đời thì người ta muốn giấu đi là cái lai lịch của những cái đời trước từ xứ Bắc xứ Trung đi vào Nam với nhiều nguyên do khác nhau á, người ta có ngũ đại mai thần chủ, người ta chỉ không nhớ tên cụ thể của từng người từng đời, nhưng gộp tất cả những cái thành phần tổ tiên dòng họ và món thờ cúng ở trong một thuật ngữ chung đó là cửu quyền thất tổ. Cửu quyền thất tổ theo cách hiểu dân gian của người Nam Bộ thì theo cái bản phả hệ đó là ông nội, ông cố, ông sơ kỵ, rồi cha của ông sơ, ông nội của ông sơ, ông cố của ông sơ, ông sơ của ông sơ, đó là bảy cái vị tổ mà ở cái bảy cái cấp tổ tiên mà không 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 có nhớ rõ cụ thể là ai với ai. Còn các đời là trước là ông sơ của ông sơ dẫn tới là thủy tổ, thì coi như cửu quyền thất tổ này được xem là đại diện chung cho các cái vị là tổ tiên là từ ông nội trở về trước là được thờ chung gọi là thờ cửu quyền thất tổ. Cũng có người hỏi là ở có một số nhà bên cạnh cái bàn thờ của nội ngoại có một cái bàn thờ nhỏ gọi là thờ tổ cô, thì đó là ý nghĩa gì? Xin thưa rằng là đây cũng là một cái hiện tượng, là vì thường những gia đình lớn ngày xưa thì khi con trai con gái lớn lên dựng vợ gả chồng, còn lại một người là ở lại với là cung phụng bàn thờ tổ tiên trong nhà, có thể là người con út, có thể là người con cả, nhưng thường là trong nhà cũng có những cái người con gái mà không có chồng gắn bó với gia đình, nhưng mà nghe nói người này thường là khó tính lắm, thì khi mất là được lập bàn thờ gọi là bàn thờ tổ cô. Thường là những người này là rất là thiêng, cho nên người ta rất là trân trọng đó cái bàn thờ này. Việc bài trí trên bàn thờ được thực hiện như thế nào? Trên bàn thờ thì như đã nói là thường là có thờ cửu quyền thất tổ thể hiện bằng một cái bảng chữ Hán. Nếu mà một số gia đình có ảnh chân dung của người mất thì là thờ ảnh chân dung, nếu không có thì có thể thể hiện bằng cái linh vị không viết bằng chữ Hán trên gỗ. Các đồ thờ cúng thì gồm có là cái phần để đốt hương, đốt hương trầm cho thơm, có cái nồi để đốt nhang, có cặp chân đèn, có bình bông để cắm hoa, có đĩa trái cây, có trà, có rượu, và thậm chí là có nồi bày ra cái dụng cụ để trầu. Nguyên tắc thờ cúng người ta gọi là đông bình tây quả. Có nhiều người hỏi đông bình tây quả là ý nghĩa như thế nào, và nhiều người trao đổi về chỗ này rất là nhiều. Đông bình tây quả đây là nguyên tắc thờ cúng mà để bày cái bình bông với cái đĩa trái cây. Đông thì theo cách hiểu dân gian đó là ở phía bên trái, còn tây là ở phía bên phải. Ý nói bình bông là ở phía bên tay trái, còn đĩa trái cây thì ở bên tay phải. Nhưng quan trọng là chỗ là hay cả nhà hôn chỗ á, bộ vậy là tay trái đứng nhìn vô hay nhìn ra, nhìn vô nhìn ra là có khác nhau á, thì xin thưa là lấy hướng nhìn là từ ở trong cái bàn thờ chính nhìn ra ngoài cửa, thì vậy lúc đó là ở bên đông là sẽ là bình bông, còn ở bên tay phải là sẽ là cái đĩa trái cây. Bông là gồm có bông gì? Thì thường là những loại bông ở trong vườn thường có, như là bông điệp, như là cây xanh vân vân. Bây giờ thì sang trọng hơn, người ta có tiền người ta làm có hoa đẹp, hoa đắt tiền. Cái ngày xưa thì thường là cái hoa trái ở trong vườn, nhà trái cây cũng vậy. Trong vườn nhà có những trái gì đầu mùa, trái gì thơm ngon thì dân cúng tổ tiên theo nguyên tắc là thanh khiết trong lành, thì thể hiện cái lòng hiếu thảo. Thì như vậy thì
để sẽ hợp lòng của tổ tiên với người sống trong gia đình hơn. À, có người hỏi là khi bài cúng đang nói là bộ tâm sự là gì? Thì thật ra là bộ tâm sự là theo cái phong cách của những người khá giả trong nhà, thì nó gồm có ba món. Đó là cái lư hương là để đốt trầm, và đầu bên đó là cái cặp chân đèn. Có thể là nhà khá giả thì làm bằng đồng, đồng thì cũng có nhiều cái loại giá trị của đồng đắt rẻ khác nhau. Còn có nơi thì người ta còn gỗ quý, nhưng mà cũng có nơi thì nó bằng gốm. Vậy thôi, đồng, gỗ, gốm thì cái nào cũng được. Nhưng mà hãy nếu mà năm món là có thêm cái cặp hạt để mà đậu đèn, để đốt đốt đèn á, thì ta gọi là ngũ sự. Còn có nơi là ta bảo là cả cái bộ thất sự nữa, thì có thêm cái bộ là để nước và trầu rượu. Đúng không? Thì đó là tùy theo cái cách bài trí và quan niệm của từng gia đình khá giả khác nhau. Nhưng đơn sơ nhất thì cũng có đủ là hương, đăng, trà, quả, hoa, trái, rượu, trầu để khởi cúng tổ tiên thường ngày. Còn khi đến cái ngày giỗ hoặc ngày lễ tiết thì người ta sẽ là trưng bày hoa trái trang trọng hơn, là có thêm cả những vật cúng và đồ ngọt. Thì việc này thì sẽ có dịp để trao đổi sau. Ở những gia đình khá giả, bàn thờ tổ tiên thì thường gắn với việc là thờ trưng bày hoành phi liễn đối. Hoành phi liễn đối là cái gì, có ý nghĩa như thế nào? Thì hoành phi liễn đối là một bộ là chủ nghĩa thờ tự trong nhà, nó như là nghị quyết của gia đình ấy. Thì hoành phi thường là một cái bức đại tự được điêu khắc gỗ, có những hoa văn rất là đẹp. Đại tự thường gồm có 3 đến 4 chữ mang nhiều ý nghĩa. Liễn đối là thường treo hai bên, cột hai bên, gồm có những cái câu chữ, thường là chữ lẻ 5 đến 17 chữ. Và cái câu chữ thì theo phong cách của chữ Hán cổ truyền, đấu ý, đấu chữ với nhau là rất là hay. Và đây là một cái hiện tượng là cần có nhiều cái sự nghiên cứu. Và cái bộ hoành phi liễn đối này, người ta cho rằng nó như là cái nghị quyết của gia đình. Vì sao nói hoành phi liễn đối như là nghị quyết của gia đình? Đâu phải chi bộ là mới có nghị quyết, gia đình cũng có nghị quyết. Vì là ý tưởng mong muốn giáo dục trao truyền cho con cháu của các bậc tiền nhân, là thể hiện qua cái bộ hoành phi liễn đối này bằng những câu chữ tích hợp kinh nghiệm, lý tưởng, lẽ sống, triết lý muốn trao truyền lại cho con cháu đời đời làm theo trong gia đình. Các nhà văn hóa nghiên cứu cho rằng là có hàng ngàn bộ hoành phi liễn đối gắn với nhiều gia đình ở Việt Nam, cả ba miền đất nước. Ở Nam Bộ thì chúng tôi thấy có những bộ hoành phi liễn đối quen thuộc như thế này. Bức hoành phi đại tự thường là chữ Đức Lưu Phương thể hiện bằng chữ Hán hoặc chữ Việt trên cái nền gỗ điêu khắc rất là đẹp, trang trọng. Hai bên là cặp liễn đối thể hiện là bằng chữ Hán hoặc chữ Việt bằng gỗ sơn son thép vàng. Có nơi là bằng trần gỗ mà trần khắc cái bí, cái bầu cho nó gắn với là hoa trái nhà vườn. Câu chữ thể hiện là Tổ công phụ đức thiên niên thảnh, tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Chỉ nói là công đức của tổ tiên thì muôn đời thịnh vượng. Còn con cháu thảo hiền thì đó là muôn đời là vinh hiển. Vậy là mong muốn của ông bà tổ tiên đó là những giá trị văn hóa, là cái thái độ sống đời đời các thế hệ gia đình truyền nhau làm điều đó, chứ không phải là chạy theo cổ phiếu giá trị vật chất sổ đỏ, không ạ? Thường là không nói đến tiền tài. Cũng có câu đối nói đến tiền tài, nói như thế này: tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tạo thiên kim. Nói đến tiền tài, nhưng tiền tài như là bụi đất thôi, nhân nghĩa là mới giống nghìn vàng, mới đáng để gìn giữ. Vậy là nói tới tiền tài, nhưng mà không phải nói tới cổ phiếu, tới sổ đỏ, tới tiền bạc, có giới vật chất. Vẫn nói đến giá trị của văn hóa, vẫn mong đợi con cháu sống theo nếp sống nhà là vì những giá trị văn hóa, về đạo đức, về tiếng thơm để lại cho muôn đời, về hiếu thảo với tổ tiên và vì nhân nghĩa
ứng xử ở đời. Đấy là cái hệ về nghị quyết của ông bà không để lại cho con cháu trong gia đình mà thực hiện hoài là không hết. Là cái bộ câu chữ về Đức Lưu Phương, Tổ Công Phụ Đức Thiên Niên Thạnh, Tử Hiếu Tôn Huyền Quang Đại Vinh thì ở đâu ra? Thì lúc mà đi thăm di tích là văn hóa quê bác thì thấy rằng cái bàn thờ ngoại của Bác Hồ là cái bộ câu chữ này, cho nên các cụ ở trong Nam Bộ ra thăm mừng lắm, hiểu được là giá trị của câu chữ này, nguồn gốc nó từ đâu, nó gắn với là xứ sở, gắn với văn hóa của gia đình Việt cuộc đời như thế nào. Và trong kháng chiến chống Pháp có nhiều nhà là bị đốt cái bộ câu chữ Huỳnh Phi Liễn Đấu này, hoặc là người ta ôm chạy ra vùng kháng chiến rồi cũng bị mục hư đi. Nhưng khi mà Hòa Bình giải phóng lập lại thì cái việc đầu tiên làm nhà thì người ta phục dựng lại cái hệ thống liễn đấu này, cái thực hiện cái bộ nghị quyết này, thì đó ta gọi là nghị quyết văn hóa của gia đình. Lại có câu hỏi, vậy là việc thờ cúng gắn với việc cúng dỗ ở bàn thờ tổ tiên của gia đình thì được thực hiện như thế nào? Câu hỏi này xin hẹn gặp lại ở tuần sau. Xin chân thành cảm ơn quý vị.